Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là lô cây linh sam siêu bông. Cái cây này là vô chậu hết này ha, vô một nước dây luôn rồi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em cô chú anh chị. Đang hoa rồi anh chị. Linh sam siêu bông này là hoa nó màu tím nha anh chị, lá của nó hơi bầu bầu này ha. Này em ship cả chậu cho mình luôn nha, về cho cô chú anh chị mình chơi thôi. Này cô chú anh chị để một cặp trước nhà là bao đẹp luôn ha, hoa rất là thơm luôn. Mã số 142. 142. Cây này bự lắm nha anh chị. Rồi cái quanh 17. Quanh 17. Cao là 26. Tàn là 35. Rồi cái này mã số 142. Rồi cái này 400.000 nha anh chị, em bao ship. Mã số 143. À, đang ra hoa này mà nó ra hoa dày thì nó rất là đẹp luôn nha anh chị. Hoa nó to to nè. Đâu hoành xéo lên gì là 16. Chiều cao đó là 27. Tàn 36. Mấy cái này cỡ chậu nha anh chị, 20. 143. Mã số 143. Rồi cái này 400.000 luôn nha anh chị, bao ship tặng nhà luôn, hoa rất là đẹp luôn. 144. 144. Cũ nè, quá cứ cái cũ luôn. Linh sam siêu bông. Rồi em đo trên này ha, này 14 thôi. Chiều cao là 28. Tàn là 32. Rồi 144 cái này cũng 400.000 chứ. Em bao ship tặng nhà luôn ha anh chị. Rồi, tàn đều hết à. 145. Củ rất là bự. Này cũng dễ chỗ hoa lắm anh chị. Ship cả chậu cho mình luôn nha anh chị. Hoành 16. Chiều cao 23. Tàn đó là 30. 145. Rồi cái này chị 400.000 thôi, bao ship luôn. Tàn không quan trọng nha anh chị, tại có dây á, mình thích ấy ra thì mình đưa ra ha. 146. Mã số 146. Cũ rất là quái nha anh chị. Hoành 15. Cao 23. Tàn là 33. 146. Rồi cây này giao lưu anh chị cũng 400.000. Ồ cây này 147. Cây này tàn cái cũ này anh chị mua cái phôi thôi cũng cỡ giá đó nghe anh chị. Nói chung là để giá cực kỳ mềm ha. 147. Ừ cái này cái thân nó đẹp nha anh chị. Cũ đẹp lắm, đẹp nè. Rồi đo quanh đi. Đo đại đo ngang luôn đi. Không đo được rồi. Em đo ngang luôn nha anh chị. Nó dính vô luôn rồi. Hoành 25. Đo hạo hạo ha. Thì nó cũng cỡ cỡ thôi. Cao 22. Tàn 35. 147 rồi cũng 400.000 anh chị, bao ship luôn ha. 148. 148. Linh sam siêu bông hoa tím nha anh chị. Hoành đó gần 14. Cao 35. Rồi cái này 300.000. 148 300.000 em bao ship. Rồi tiếp theo 149. Ra hoa nè anh chị. Và cành là ra hoa nhé. Quá trời cũ này bự nè anh chị. 1 nó là gần 17. Chiều cao 25. Tàn là 31. 149. 149. Rồi cái này cũng 400.000 chứ. Da của nó thuộc dạng da xù nha anh chị. Dưới đây mà ẩm ẩm là nó cấp không sao ha, bình thường ha. Hoành nó 14,5. Chiều cao 27. Tàn là 32. Rồi 150. Rồi cái này 350 anh chị, bao ship luôn. Mã số 151. Ồ cái này đẹp anh chị. Chị 27 nè. Rồi sát dưới ha, 20. Sát dưới nha anh chị. Chiều cao 22. Tàn là 34. Rồi cái này cũng 400.000 thôi anh chị. 151. 152. 152. Cũ đừng quá trời cũ luôn. Búp bông nhóc hết chị. 152. 17, cao 25, tàn là 33, mã số 152. Rồi cũng 400.000. 153. Mã số 153 như vậy. Hoành nó 14, cao 23. Cụ đế cũng đẹp nha, 153. Rồi 300.000 anh chị em. 300.000. 153. 154. Cái này cũ đẹp nè. 154. Cũ. Hoành đây 15. Đại tàng 299. Chiều cao 29. Rồi 350 chị. Tàng 31. 154. 155. 155. Hoa. Cũ đẹp luôn chị. Này đã dướng cái cặp. 155. Hoành 17. Cao 26. Tàn 29. 155. Rồi 350 thôi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. 156. 156. Hoành nó 13 rưỡi. Chiều cao 33. Tàn là 31. Rồi 156 350 luôn chị ơi. 156 350. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số loại dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Bao mềm dẻo luôn nghe cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp, dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ mình nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Khi bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. Một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Thì giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe của chú anh chị. Em bao có sắc bén cho của anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bán thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe của chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe của chú anh chị. Cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Nó sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó cô chú anh chị để dán lên những cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình pha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha anh chị. Này rất là dày nha anh chị nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chui xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này chơi rồi làm dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về, hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép may vàng hoặc ghép cái cảnh đó. Này mình gấp vô được nha anh chị, gấp vô được. Cây này bao sắc bán luôn ha, này hàng của Nhật nha anh chị, anh Gia Băng ha, bao bán luôn. Anh chị về mình không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000, em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bán nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha. Dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi. Em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có 2 màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo các cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có 2 loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có 2 loại ha, kéo tỉa dài và tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là đồng giá nha cô anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Made in Japan luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn. Cô chú anh chị về cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có 2 loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành nhỏ, cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cặp tròn. Đó, cặp xéo, cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích ghế Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, này mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc này quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nó nghe quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây. Thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì